xem với nhau mà. Nhưng mà deck bầu mạnh hơn. Deck nhấp nhát thì nó không được tại vì nó tanh nó yếu. Tanh có mỗi con Archer với lại con đấy điểm yếu. Rồi tìm được trận rồi. Hop thì là cũng hop thì có được. Hop thì được. Osiake này. Tali có lên. Chayo. Hồi sách xem một chút để cao. Cố lên, Tali. Bại tướng à, lúc này có xem không? Siết kê. À, bại tướng ở CGS thôi. Lava. Có phải lava không? Không phải rồi, deck này không phải lava, deck là deck hot rồi. Poison đó. I see. Như là Poison là deck hot rồi. Anh có giáp không anh là sao? Đây là lava. Lava. Poison lỗi mấy con xương. Một hit không? Có hai hit đấy. Ui, Executioner. Tổ như nào đây? Đây là deck Giant. Mẹ ơi. Tornado. Và nhấp nháp. Tổ như nào đây? Gas đâu ra chưa? Có gas đây rồi, hay quá. Họ vừa ra Poison rồi, vẫn cũng được, vẫn cũng ngon. Deck mình có lợi thế hơn vì deck mình có Executioner. Poison họ chưa ra chưa? Họ ra rồi. Gat vẫn có 2 hit. Hit đi em. Deck mình có lợi thế hơn. Có Poison cũng chả sợ. Rồi đặt. Cái xương cũng đặt như thế này thì mình cũng không lấy được. Mình kích hoạt Ice King Tower rồi. Ngon rồi. Họ sẽ giữ lại Poison để mình để họ đợi. Ui họ công ngược rồi. Rồi, đúng rồi. Có Poison thì mình vẫn làm được. Có Poison không chết Executioner, Poison vẫn đang ở đấy. Xương Dragon chết rồi. Bây giờ được mình phản công. Gas, à còn Mega đừng chết, một giáp cho Mega rồi. Đến lượt mình phản công đây rồi, Poison vừa ra rồi, mọi coi. Rồi, ăn được rồi. Đẹp trai rồi. Chưa được, chưa đẹp lắm. Tiếp tục là Executioner. Vào mắt. Tornado không cần, bài này cũng cần. Rồi vẫn có một hit. Poison chạy nhanh lên. Rồi. Gas. Poison không bị đánh lầm nữa rồi. Rồi. Vẫn còn rồi. Poison sớm hơn một chút thì hay. Rồi, vẫn có một cái giáp rồi, Vẫn chưa đẹp trai lắm. Có Executioner ở đấy, các bạn ơi, thấy là Executioner à? Ờ, mình chả thích đánh Tornado, kéo được ra đi. Kéo. Thủ được không? Sẽ Poison cái đống này thôi. Đừng để sẽ có tâm trạng. Rồi, lỗi bài rồi. Thôi được, cả ngạp hay không vậy? Một cái giáp rồi. Poison rồi, không kịp rồi. Đấy các bạn có thấy là con Executioner nó rất là chậm, thủ rất chậm. Mấy con Gat nữa thủ cực kỳ chậm, cứ bị Satan không chạm được cái turn nào nhưng mà bị Poison chết hết đống. Sau cùng là support không có một con nào luôn, thì mà công. Sau rau K2. Anh lên K5 chưa? Anh lên rồi nhưng mà lại tụt rồi. Mình lên 2-3 lần rồi nhưng mà mình lại xuống rồi. Xuống làm gì rồi lại phải lên. Nhớ subscribe để nó biết tí.